Rồi, lời nói đầu tiên thầy cũng xin kính chào các em nha. Thì chúc các em có một mùa hè thật vui và chúng ta đã trở lại trường. Hôm nay thì ngày 5 tháng 9. Sáng giờ các em có xem khai giảng trên truyền hình 954 chưa? Thì do tình hình dịch bệnh cho nên là chúng ta khai giảng vào ngày hôm nay là 5 tháng 9. Hình thức là trực tiếp trên đài truyền hình và có thể là thời gian đầu các em sẽ chịu khó, các em sẽ học bằng hình thức là trực tuyến nha, có thể là bằng phần mềm là Google Meet hoặc là các em sẽ xem qua những đoạn video như thầy đang làm cho các em cố gắng ha. Tại vì kiến thức thì nó rất quan trọng, nếu mà các em bỏ hỏng kiến thức ở những bài đầu thì nó là nền tảng của những bài sau, thì các em sẽ không có nắm vững, từ đó việc học chúng ta thì không tốt. Các em cố gắng. Hiện tại thì cái một cái tín hiệu vui là tỉnh Vĩnh Long của chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh, tương đối thì nó cũng ổn rồi, cho nên là mình hy vọng là chỉ mình học chỉ vài tuần đầu thôi. Khi mà các cái tỉnh lân cận mà nó cũng ổn nữa thì chúng ta sẽ được sớm trở lại trường học bình thường. Các em cố gắng những tuần đầu này. Thì năm nay thầy được ban giám hiệu nhà trường phân công dạy môn địa lý lớp 9 của chúng ta đối với học kỳ 1. Thì học kỳ 2 thì cũng cũng chưa biết ha. Thì đầu tiên thầy sẽ giới thiệu về môn chương trình địa lý lớp 9. Môn chương trình địa lý lớp 9 của chúng ta thì như thầy chia sẻ trên màn hình cho các em, thì các em thấy đó, chúng ta có 35 tuần. Học kỳ 1 là 18 tuần, 36 tiết, học kỳ 2 là 17 tuần, 17 tiết. Đó. Lý do là học kỳ 1 thì một tuần chúng ta có tới 2 tiết, 2 tiết địa. Học kỳ 2 thì một tuần chúng ta chỉ có một tiết địa mà thôi. Được chưa? Thì học kỳ 2 nếu mà số tiết ít hơn thì cái cột điểm nó sẽ giảm lại. Đó. Thầy sẽ giới thiệu luôn các cái bài dạy của chúng ta. Thì đối với địa lý lớp 8 là các em mới được học về địa lý tự nhiên của bảy vùng Việt Nam. Đó. Các em còn nhớ là bảy vùng Việt Nam là bảy vùng nào không ạ? Em cố gắng nhớ nha. Tại vì cái đây là những kiến thức rất rất là cơ bản cho nên là mình phải nhớ. Cái cuốn sách giáo khoa lớp 8 và cuốn tập địa lý lớp 8 á, hai cuốn đó các em nên giữ lại. Tại vì những cái nào mà nó thuộc về kiến thức nền á mà chúng ta học lớp 9 chúng ta không hiểu, chúng ta sẽ mở lại và chúng ta xem. Tại vì cái địa lý lớp 8 là địa lý tự nhiên. Địa lý tự nhiên là nguyên nhân ha. Dựa trên những cái vị trí địa lý, những dựa trên những cái điều kiện tự nhiên đất nước khí hậu gió bão gì đó thì dân cư tới sẽ tới đó sinh sống, người ta sẽ phát triển kinh tế, thì đó chính là những cái kiến thức về địa lý lớp 9 của chúng ta đó. Cho nên là cái kiến thức địa lý lớp 8 mà chúng ta không vững thì chúng ta phải giữ hai cuốn tập và cuốn sách đó lại để chúng ta xem. Thì đó với địa lý lớp 9 từ bài 1 cho tới bài 5 là chúng ta học sẽ học về địa lý dân cư. Từ bài 6 chúng ta sẽ học về địa lý kinh tế. Đó. Chúng ta học hết bài 16 thì chúng ta sẽ kiểm tra một tiết ha. Hết bài 16 rồi có tiết ôn tập thì chúng ta kiểm tra một tiết. Đó, có nghĩa là học hết địa lý kinh tế thì chúng ta sẽ kiểm tra. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua bài 17 là bắt đầu tới sự phân hóa lãnh thổ. Có nghĩa là địa lý kinh tế là chúng ta học chung về địa lý kinh tế Việt Nam, dân cư Việt Nam. Rồi khi mà chúng ta học cái chung đó trên nền tảng đó thì người ta sẽ chia ra là địa lý lãnh thổ, thì cũng giống như địa lý 8. Địa lý tự nhiên lớp 8 thì người ta chia làm 7 7 vùng lãnh thổ, thì địa lý qua địa lý kinh tế này các em thấy nè, thì cũng có 7 vùng lãnh thổ đây. Em nào không nhớ thì thầy sẽ nhắc lại cho các em ha. Vùng 1 là Trung du miền núi Bắc Bộ nè, vùng 2 là vùng đồng bằng sông Hồng nè, vùng 3 là Bắc Trung Bộ, vùng 4 là Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vùng thứ 5 là Tây Nguyên.
Dùng thứ sáu là Đông Nam Bộ và cuối cùng là đồng bằng sông Cửu Long. Đó. Thì thầy nói khái quát cái chương trình địa lý lớp 9 cho các em để các em nắm. Thì đối với yêu cầu môn học của thầy á, thì thầy yêu cầu chúng ta là cũng phải có hai quyển, một là một quyển sách địa lý lớp 9. Năm nay thì tình hình dịch bệnh các em không ra đường được thì các em chịu khó ha. Chịu khó mình liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để mình biết được cái số điện thoại mà mua sách của cái công ty sách thiết bị Vĩnh Long, thì các em sẽ đặt mua sách qua số điện thoại đó, người ta sẽ có hình thức người ta ship tới nhà của các em. Các em cố gắng ha, các em học mà không có sách là vô phương thua, mà học trực tuyến mà không có sách nữa thì nó lại càng bị thiệt thòi. Tại vì chúng ta học trực tuyến, thầy cô giảng, thầy cô kêu chúng ta xem sách tới trang nào đó, thì chúng ta phải có sách, không sách này chúng ta không học được. Cái quyển hai là quyển tập. Quyển tập thì thầy chỉ yêu cầu 100 trang thôi. Thầy thấy những năm trước thì học sinh nó sử dụng 100 trang là thấy không đủ. Còn em nào có điều kiện thì chúng ta 200 trang. 200 trang thì chúng ta sẽ dễ biểu đồ, nó thoải mái hơn. Đó. Thì cái đó tùy các em nha. Chúng ta phải có hai sạch sách với tập là phải có đầy đủ nha. Và chúng ta ghi bài chép bài đầy đủ. Học địa lý thì nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng hơn môn khác rất là nhiều. Vì thế theo nhiều năm thầy thấy là môn địa lý của thầy là nó sẽ, bạn nào mà xuyên học vào lớp và tích cực phát biểu, thầy yêu cầu gì làm theo cái đó là sẽ là có thành tích rất cao nha. Điểm trung bình là 9.9 hoặc là có em là 10 chấm luôn á. Thì nói chung chúng ta cố gắng nha. Coi chúng ta có thể học môn địa rồi chúng ta sẽ có điểm lớn. Ví dụ như những cái môn khác chúng ta yếu thì nó sẽ giúp phần nó kéo qua nha. Rồi. Thì ngay bây giờ thầy sẽ đi vào bài học hôm nay, đó chính là bài 1. Bài 1, tiết 1, cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trước mắt các em đó là biểu tượng chống đồng Đông Sơn. Các em này biết chống đồng Đông Sơn là gì không nào? Người Việt Nam chúng ta phải biết chống đồng Đông Sơn nha các em. Đó, người Việt Nam chúng ta phải biết chống đồng Đông Sơn. Chống đồng Đông Sơn là biểu tượng của người Việt Nam. Đó. Khi mà người nước ngoài tới Việt Nam á, người ta hỏi biểu tượng của chúng ta là gì thì các em nói thẳng là biểu tượng chống đồng Đông Sơn. Có rất nhiều người á, lầm tưởng là biểu tượng của người Việt Nam là tà áo dài, cái này là không đúng nha, không đúng. Tà áo dài đó là cái trang phục truyền thống của người Việt Nam chứ không phải là biểu tượng của người Việt Nam, mà biểu tượng của người Việt Nam chính là chống đồng Đông Sơn. Chống đồng Đông Sơn này là nó có cái sự tích và nó có sự hình thành là rất lâu đời, từ đời các vua Hùng đó các em. Đó. Việt Nam chúng ta là thời 18 vua Hùng là có công là sáng tạo xây dựng và giữ gìn đất nước của chúng ta tới ngày hôm nay. Thì những cái biểu tượng, những cái hình ảnh trên chống đồng Đông Sơn là nó thể hiện điều đó nha. Thì các em tìm hiểu thêm coi những cái biểu tượng đó, những cái hình ảnh đó là nó có ý nghĩa gì. Thì đó học hôm nay các em biết là biểu tượng người Việt Nam đó là chống đồng Đông Sơn là được. Tiếp theo các em hãy mở cái sách giáo khoa địa lý lớp 9 mà trang 3. Các em đọc mục số 1 dân các dân tộc ở Việt Nam. Đó.
các dân tộc ở Việt Nam. Các em đọc sách giáo khoa rồi các em quan sát hình ảnh trong đó, cho biết coi nước ta có bao nhiêu dân tộc và kể tên một số cái tên cái dân tộc mà các em biết. Thầy có in cái hình của trong sách cho các em xem đây. Ở trong cái hình này thì số liệu được cập nhật là năm 1999. Số liệu này nó cũng khá cũ. Các em có thể cập nhật số liệu mới ha, số liệu mới nhất là về cái số người á. Cái tên dân tộc thì nó không thay đổi. Nhưng mà cái số người của mỗi dân tộc thì các em nên lên mạng để mà cập nhật lại. Đó. Thì sau khi các em mà nhìn thấy cái bảng số liệu này thì các em biết được là cái nước ta mới rất là nhiều thành phần dân tộc. Và cụ thể là nước ta có tổng cộng là 54 dân tộc. 54 dân tộc xếp theo thứ tự từ trên xuống, các em thấy nè. Dân tộc Việt thằng gọi là người Kinh. Đó, giống như thầy là đang thuộc về dân tộc Việt nè, hay gọi là người Kinh đó. Thì không biết các em là thuộc dân tộc gì thì các em phải tự biết ha, phải tự biết. Đó. Rồi tới dân tộc Tày nè. Đó, người Việt Kinh thì đang là có dân số là hơn 65 triệu người. Người Tày thì 1,4 triệu, người Thái 1,3 triệu, người Mường 1,1137, người Khmer là 1 triệu, dân tộc Qua là 862.000, vân vân. Đó. Người Dao, người Hơ Mông, người Ê Đê, người Ba Na, người Chăm, người Cơ Ho. Thì dài xuống các em thấy. Đó, chúng ta là có rất là nhiều dân tộc và cụ thể đây chính là hình ảnh của các dân tộc, các em thấy đó. Các em thấy chưa? Đó, hình ảnh đầu tiên chính là người Kinh hay còn gọi là dân tộc Việt nha. Các em hiểu nha, dân tộc Việt chứ không phải là người Việt nha. Người Việt là nước ngoài dùng cho chúng ta là nói chung là người Việt Nam. Còn ở đây là dân tộc Việt chính là dân tộc Kinh, các em hiểu ha. Đó. Người Thái nè, người Tày nè, người Dao, người Mông, người Mường. Đó. Em thấy mỗi dân tộc thì cái nó có một cái sự gọi là khác nhau, đúng không? Nhìn vô là chúng ta thấy sự khác nhau vậy, sự khác nhau ngay lập tức. Đặc trưng. Đó. Như vậy thì các em sẽ ghi cái ý đầu tiên là nước ta có 54 dân tộc. Mỗi dân tộc có cái đặc trưng về văn hóa thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục và tập quán. Đó. Đây là cái nội dung ghi bài của chúng ta. Thì trong bài giảng này các em nhớ là cái chữ mà màu đỏ thì các em đó chính là nội dung ghi bài của các em đó. Các em có thể ghi vào trong tập liền ha. Mục 1 là các dân tộc ở nước ta. Rồi từ dòng đầu tiên đó là nước ta có 54 dân tộc. Mỗi dân tộc có đặc trưng về văn hóa nè, thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán, vân vân. Tiếp theo thì các em có thể nhìn cái biểu đồ tròn. Biểu đồ tròn. Biểu đồ này nó thể hiện là cái cơ cấu dân tộc ở nước ta. Màu xanh đó là dân tộc Việt hay còn gọi là dân tộc Kinh thì chiếm 86,2%. Màu vàng là các dân tộc ít người chiếm 13,8%. Đó, thì chúng ta biết được là cái dân tộc của chúng ta 54 dân tộc. Nhưng mà về cơ cấu thì nó có sự chênh lệch rất là lớn. Cái dân tộc mà Kinh á chiếm là đa số. Em thấy 100% mà nó chiếm 80% là nó chiếm gọi là đa số thôi. Rất là nhiều. Còn 53 dân tộc còn lại thì chỉ chiếm là hơn 13% mà thôi. Cho nên á 53 dân tộc còn lại người ta gọi là dân tộc ít người. Dân tộc ít người. Đó, trong địa lý thì như vậy. Nhưng mà về cái hành chính á
thì người ta lại có sự phân chia khác nữa. Các em có thể lên mạng tìm hiểu ha. Người ta sẽ có sự phân chia ở cái dân tộc mà dưới 1.000 người thì mới được gọi là ít người, rồi từ 1.000 người cho tới 10.000 người thì gọi là dân tộc có dân số là trung bình. Đó là theo tùy theo cái mục đích, tùy theo cái mục đích của người thì người ta lập ra một cái kế hoạch xây dựng một cái cơ cấu kinh tế gì đó, thì người ta có cái tên gọi như vậy. Nhưng mà đối với môn địa lý, đối với sách giáo khoa địa lý thì các em biết là theo cái biểu đồ cơ cấu trong sách thì dân tộc Kinh là đang chiếm là dân tộc và đa số nhất, thì các dân tộc còn lại được gọi là dân tộc ít người. Tuy nhiên số liệu này thì nó quá cũ, thầy sẽ cập nhật cho chúng ta một cái số liệu mới từ năm 2018. Thì hiện tại người Kinh của chúng ta là nó chiếm 85,7%. Còn các dân tộc ít người so với năm 1999 thì có tăng, nhưng mà tăng cũng cũng không đáng kể, 14,3%. Đây là số liệu được cập nhật năm 2018. Thì các em có thể cập nhật số liệu đó thêm ha. Em phải cập nhật số liệu thêm. Rồi vậy các em ghi ý tiếp theo là gạch đầu dòng thứ hai, người Việt chiếm 85,7%, có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước, có nghề thủ công đạt ở mức độ tinh xảo, và người Việt trở thành lực lượng lao động đông đảo trong các ngành kinh tế và khoa học kỹ thuật. Đó. Do thầy dạy thì thầy dạy hình thức là nó không có trực tuyến, cho nên là các em khi mà các em ghi bài các em có thể bấm tạm dừng nha, các em có thể bấm tạm dừng video để các em ghi cho nó đầy đủ. Chứ nếu mà không á, thì các em sẽ ghi nó thiếu bài. Rồi khi mà nếu mà qua cái thời điểm này mà thầy dạy mà trực tuyến luôn á thì thầy sẽ cho thời gian các em ghi bài được hết các em. Câu hỏi tiếp theo là chúng ta hãy dựa vào vốn hiểu biết của mình, hãy cho biết là một số cái phong tục tập quán của các dân tộc. Thì cái này các em thể cho biết về cái phong tục tập quán của dân tộc mình. Mình thuộc dân tộc nào, phong tục tập quán của dân tộc mình hoặc dân tộc khác. Nhưng mà thầy khuyến khích là những em nào mà mình biết vừa biết của mình nhưng mà mình biết vừa biết của dân tộc khác nữa thì những em đã giỏi, có nghĩa là mình đã có tìm hiểu cái vốn kiến thức về đời sống của mình nó nhiều đó. Thì trên mạng rất là nhiều các em đầy đó. Em chịu khó ha, sách báo truyền hình internet bây giờ nó quá nhiều, mình chịu khó mình học. Thì các dân tộc nó về phong tục tập quán này khá là phong phú nữa các em. Thông qua một số hình ảnh thì các em thấy nè, đầu tiên đây là hình ảnh nói về dân tộc Bờ Rông. Đó, các em thấy là văn hóa nhà ở của họ là họ ở nhà sàn, đúng không? Cho dù là họ ở trên núi nhưng mà vẫn ở nhà sàn. Đó. Mục đích cư ở nhà sàn này là để tránh thú dữ các em. Và cái văn hóa của họ khi mà có những cái lễ hội gì á thì họ sẽ, các em thấy đó, đó trang phục của người đàn ông ha, đeo một cái tấm vải đỏ trên đầu và cầm một cái trống đó. Tiếp theo là dân tộc Chu Gu. Rồi cái văn hóa mà tinh thần của họ, thầy cũng không biết cái này là cái gì luôn nha. Cái này giống như miền Nam mình thì gọi là sáo, cái sáo, còn mình không biết dân tộc này thì gọi là cái gì ha. Đó. Rồi tiếp theo nữa là dân tộc Cơ Lao. Trang phục truyền thống của người phụ nữ đó chính là những cái vải được dệt rồi những cái hoa văn nó rất là cầu kỳ đó.
Còn người đàn ông này thì đang cầm thổi một cái kèn. Cái kèn này cũng tương đối cũng giống ha, cũng cũng giống như cái kèn của người Kinh của chúng ta ha, nó có nhiều lỗ đó. Tiếp theo đó là dân tộc Vân Kiều đó. Dân tộc Vân Kiều thì có đeo, phụ nữ thì có đeo rất là nhiều trang sức ha, và trang sức ở đây là trang sức vàng bạc. Dân tộc Bana, dân tộc Cơ Ho và dân tộc Chăm đó, rất nhiều dân tộc đó các em. Rồi có hình ảnh tiếp theo là cái hội đua thiền của người Khmer đó. Hội đua thiền của người Khmer thì người Khmer các em nó cũng gần gũi với người Kinh của chúng ta đó, cũng sống trộn lẫn trong trong người Kinh chúng ta cũng nhiều. Thì đối với đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta thì cái dân tộc Khmer là chắc có một số em biết. Thì người Khmer một năm của họ thì ăn Tết lớn tới 3 lần nha, cũng giống như là người Việt chúng ta ăn cái Tết lớn nhất là cái Tết Nguyên Đán đó. Thì họ thì cái Tết của họ cũng tương tự như vậy, nhưng mà họ ăn Tết tới 3 lần nha. Tháng giêng cũng ăn Tết nè, và tháng tư nè đó, và cái Tết Nguyên Đán nữa. Thì những cái lễ hội trong ngày Tết thì nổi tiếng nhất là lễ hội đua ghe ngò các em. Hình ảnh các em đang thấy đó là cái cuộc thi đua ghe ngò đó. Cuộc thi này nó rất là vui ha. Hoàn toàn sử dụng bằng sức người. Sẽ có một người thiền trưởng, và người thiền trưởng sẽ chỉ huy cho những người thiền viên là dùng sức tay của mình để mà đua, để mà bơi bơi những cái chiếc ghe ngò đó. Đó. Và đây là hội thi leo núi của dân tộc Cơ Ho. Dân tộc Cơ Ho này thì chính là người bản địa của Lâm Đồng á. Các em đến Lâm Đồng Đà Lạt á, thì dân tộc Cơ Ho là người bản địa ở đó. Rồi hội Đâm Châu của người Ba Na. Hội Đâm Châu của người Ba Na. Lễ hội cồng chiêng của các dân tộc ở Tây Nguyên. Đó. Cồng chiêng này là được xếp vào trong những cái di sản văn hóa của thế giới hả các em? Của thế giới. Rồi những cái làng nghề gốm của người Khmer ở Nam Bộ. Đó, các em thấy đó. Họ làm thủ công ha, thủ công. Thường gốm là làm thủ công bằng tay, nhưng bằng tay khéo léo. Như vậy thì qua những cái hình ảnh của các cái dân tộc thì các em thấy được là những dân tộc ở đây nó có một cái điểm đặc trưng gì nè các em. Có một cái điểm đặc trưng gì về cái trang phục, về cái nghề nghiệp của họ. Đó, em thấy chưa? Thì các dân tộc ít người các em có thể ghi bài vào, nó chiếm tới 14,3% dân số và có trình độ phát triển kinh tế khác nhau. Mỗi dân tộc có một cái kinh nghiệm riêng trong sản xuất và đời sống. Thì chúng ta thấy những hình qua chúng ta thấy là đa số những người dân tộc ít người thì họ sẽ sinh sống chủ yếu là bằng nông nghiệp, có nghĩa là trồng trọt và chăn nuôi kết hợp với cái nghề thủ công tinh xảo. Đó. Khác với người Kinh của chúng ta. Người Kinh chúng ta thì chúng ta phát triển nông nghiệp và kết hợp với công nghiệp và dịch vụ, cái cơ cấu ngành nghề của người Kinh nó rất là đa dạng. Còn với người dân tộc ít người thì cái phần công nghiệp và dịch vụ của họ nó rất là ít, chủ yếu là nông nghiệp thôi, và nghề thủ công của họ thì tinh xảo. Các em có thể ghi bài vào ha. Thì ngoài 54 dân tộc ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có thêm một bộ phận dân tộc nữa, thì qua hình ảnh các em sẽ thấy được. Bạn nào nhìn bốn hình ảnh này cho biết coi chúng ta có một bộ phận dân tộc nào nữa nè.
Hình ảnh thứ nhất đó là hội người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất khai mạc. Lễ ra mắt trang web người Việt Nam ở nước ngoài, lễ quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc cho Cam Dioxin vân vân. Đó, thì nói tới đây thì Cam biết rồi chứ gì. Người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài mà chúng ta thường gọi một cái từ địa phương đó là Việt Kiều á. Việt Kiều á thì cũng được xem là một bộ phận của người Việt Nam. Tuy họ định cư, họ đã có quốc tịch nước ngoài rồi nhưng họ là một người yêu nước. Họ có sự đóng góp về kinh tế, nhân lực, vật lực, tài lực đó, cho quê hương. Thì khi mà trở về nước thì họ cũng được xem họ cũng được xem là những cái người con tha phương đi về quê cha đất tổ, cũng giống như là một bộ phận của người dân tộc Việt Nam chúng ta Và cái bộ phận này nó ngày càng lớn mạnh, và cái sự đóng góp của nó cho nền kinh tế Việt Nam là rất lớn các em, rất lớn. Một bộ phận người Việt định cư nước ngoài là người ta giúp quê hương đất nước rất là nhiều các em. Thì đây là bảng số liệu thống kê về cái số kiều dân Việt Nam ở nước ngoài. Em thấy đầu tiên là người Việt ra định cư nước ngoài nhiều nhất là Hoa Kỳ. Đó. 1.300.000. Đó, nước thứ hai là Pháp 300.000, Úc 250.000, Canada 200.000, Trung Quốc 180.000, Campuchia 130.000, Đài Loan 120.000, Thái Lan 110, Đức 100, Nga 100. Đây là số kia người Việt đã ra nước ngoài định cư. Chúng ta ghi ý thứ ba đó là người Việt định cư ở nước ngoài cũng là một bộ phận của các dân tộc Việt Nam. Thì các em thấy là cái tình hình dịch bệnh COVID vừa qua rất là căng thẳng, rất là căng thẳng. Thì tất cả mọi người ở trong nước đều chung tay góp sức, đều chung tay góp sức để mà chống dịch. Thì những cái người Việt định cư nước ngoài, người ta cũng không có ngồi không, người ta cũng không có đứng yên, người ta cũng góp phần vào cái cuộc vận động đó các em. Các em đọc báo các em thấy là rất là nhiều Việt kiều hỗ trợ rất là nhiều cho cái công tác phòng chống dịch của chúng ta. Thì với đặc điểm của các dân tộc Việt Nam thì có 54 dân tộc, và mỗi dân tộc nó đều có cái số dân và nét đặc trưng về văn hóa ngôn ngữ khác nhau. Từ đó nó chúng ta sẽ thấy là cái sự phân bố dân cư nó cũng khác nhau. Thì đất nước Việt Nam chúng ta học rồi là chúng ta có hình chữ S. Chúng ta có hình chữ S với diện tích là trên 1.000.000 km vuông phần đất liền. Đó. Thì với sự phân bố với hình dạng lãnh thổ như vậy thì dân cư nó sẽ khác nhau từ Bắc vào Nam. Đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy bốn hình ảnh thứ nhất đó là đồng bằng, hình thứ hai đó là dùng địa hình trung du đất đỏ, các em thấy không? Các em mới thấy là địa hình đất đỏ là cái biết đâu rồi chứ gì? Đất đỏ là ở khu vực Tây Nguyên hoặc là khu vực Bắc Bộ cũng có một phần đất đỏ nữa. Rồi địa hình đảo, rồi ven biển, đó. Thì các em biết là những cái địa hình này là những địa hình chủ yếu của dân tộc nào? Các em có thể quan sát sách giáo khoa ở mục số 2 La Mã. Sự phân bố các dân tộc đó thì các em sẽ biết sự phân bố các dân tộc. Thì có một cái dân tộc mà phân bố rộng khắp cả nước, ở đồng bằng, ở trung du, ở biển, ngoại đảo luôn, đó chính là dân tộc Việt của chúng ta các em. Dân tộc Việt thì các em ghi ý đầu tiên là người Việt phân bố rộng khắp cả nước, tập trung nhiều ở đồng bằng, trung du và ven biển. Đó.
Có nghĩa là đất nước Việt Nam hình chữ S chúng ta, các em đi đâu cũng gặp người người Kinh hết, đi đâu cũng gặp người Kinh hết, người Kinh sống phân bố rộng khắp đất nước Việt Nam. Vì sao? Tại vì chúng ta là cái dân tộc có số lượng người nhiều nhất. Tuy nhiên là tập trung nhiều ở đồng bằng, trung du và ven biển. Đó. Đặc biệt là ở các thành phố lớn ha. Ở đồng bằng ở các thành phố lớn thì cái người Kinh chúng ta tập trung rất là nhiều. Chúng ta sang phần hai nhỏ là các dân tộc ít người. Thì đây là hình ảnh của nơi sinh sống của các dân tộc ít người, các em thấy nè, nó khác với người Kinh chúng ta. Người Kinh thì thầy chiếu hình ảnh lên là đồng bằng trung du ven biển, còn các em thấy là đây là hình chủ yếu là núi cao, các em thấy không, núi và núi thôi đó. Các dân tộc ít người, những người phụ nữ với những cái trang phục truyền thống, họ đang đi hái cây gì các em biết không nè? Họ đang đi hái cây gì các em biết nè? Họ đang đi hái những cái cây chè ha, hay gọi là cây trà các em đó. Thì cái sự phân bố của các dân tộc ít người á, chủ yếu ở miền đồi núi và trung du, thì nó chia làm ba khu vực đó. Các em học địa lý lớp 8 rồi, thầy nhắc lại ha. Địa hình của Việt Nam chúng ta thì 3 phần tư là đồi núi và 1 phần tư là đồng bằng. Thì các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở 3 phần tư đồi núi đó. Đó. Tuy dân số của họ ít nhưng mà cái địa bàn sinh sống của họ lại khá nhiều, tại vì đồi núi tới 3 phần tư là đúng không? Và do cái địa hình đồi núi nó nhiều cho nên người ta sẽ chia ra, chia làm 3 khu vực. Khu vực đầu tiên các em có thể quan sát cái sách giáo khoa trang số 5 á. Khu vực đầu tiên là khu vực trung du miền núi Bắc Bộ nè, khu vực thứ hai là khu vực Trường Sơn Tây Nguyên, và khu vực số 3 là các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ, ở trang số 5 cắt rõ các em. Đó. Thì đây thầy giới thiệu các em khu vực đầu tiên đó là khu vực miền núi ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Đây thầy xác định lại nè, các em thấy nè, các em nhìn mũi tên các em thấy không, đó Trung Du nước Bộ nè là cái khu vực mà tiếp giáp với Trung Quốc á, mình đi qua Lào rồi dài xuống đó, dài xuống tiếp cận với Bắc Trung Bộ rồi tiếp với đồng bằng sông Hồng đó. Thì khu vực Trung Du nước Bộ này khoảng 30 dân tộc sinh sống ở các em. Trên hình thì các em thấy, các em biết đó. Đó là dân tộc Tày, dân tộc Nùng, dân tộc Thái, dân tộc Dao và dân tộc Mông. Ừ. Cư trú đang xen lẫn nhau. Và những dân tộc này nó cũng có cái tập quán sinh sống cũng đặc biệt. Các em quan sát sách, các em thấy là ở cái vùng núi thấp đó là người Tày. Người Nùng thì sống tập trung ở những cái tả ngạn sông Hồng. Đó, tả ngạn sông Hồng. Rồi người Thái, người Mường thì phân bố ở hữu ngạn sông Hồng. Đó, tả hữu là trái phải các em. Đó, cái này là tiếng Hán Việt ha, các em hiểu biết. Đó. Rồi người Dao thì còn sinh sống chủ yếu ở miền núi từ 700 tới 1.000 mét. Trên nữa, cao hơn 1.000 mét nữa là sự cư trú của người Mông. Đó, người Mông là sống cao nhất. Đỉnh, những đỉnh núi trên 1.000 mét là người Mông. Đó, các em thấy. Đó là đặc điểm của cái vùng núi Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì cái vùng Trung Du nước Bộ này là cái vùng núi mà có đông dân tộc ít người nhất. Đông dân tộc ít người nhất sinh sống ở đây. Thầy sẽ cho chúng ta quan sát những cái hình ảnh nó nói về những cái dân tộc. Các em thấy đây là dân tộc Tày đó, với truyền thống cổ truyền trang phục là từ vải sợi bông đó, nhuộm chàm
đồng nhất trên trang phục nam và nữ, hầu như có hoa văn trang, không có hoa văn trang trí, các cái đồ trang sức làm từ bạc từ đồng như là phim tai nè, kiềng nè, bắt tay, cái miếng trái chàm mà chứ gì, đúng không? Đó. Thì người ta lấy chàm đó, người ta nhuộm nhuộm vải thì nó sẽ ra màu đen. Và đối với cái người Tày thì họ không chú trọng gì cái hoa tiết trên quần áo, các em thấy quần áo của họ rất là đơn giản. Rồi món ăn truyền thống là bánh chưng, bánh cho hoặc là xôi chám. Rồi tiếp theo là cái đời sống tinh thần hát si, một làn điệu đặc trưng của dân, của dân tộc Nùng đó. Khi nào đi học thì các em có thể vô trường hỏi cái giáo viên dạy nhạc của mình có hát si là hát như thế nào nha, hát si hát như thế nào, là truyền thống của dân tộc Nùng. Rồi lễ hội kỳ lễ hội kết chá của người Thái, múa sạp múa xòe đó. Người Mường thì sống gần với người Kinh, ngày truyền thống của người Mường là trồng lúa nước, họ thường ăn những món ăn xôi cá nha, các em thấy những món ăn này cũng tương đối là cũng tương đồng với người Kinh ha, do họ sống gần với người Kinh chúng ta. Người Mường thì có nhà sàn có bốn mái, dựa lưng vào đồi núi mặt hướng ra đồng bằng đó. Thì đặc trưng của cái dân tộc đây là các em thấy là ở nhà sàn ha, thì công dụng ở nhà sàn là để tránh thú dữ đó. Họ ở trên cao thì khi mà có thú dữ thì nó sẽ không có tấn công vào được. Rồi cái sàn đó thì họ có thể kết hợp với chăn nuôi gia súc đó. Đây là dân tộc Dao. Dân tộc Dao chúng ta thấy là trang phục của người nam thì đơn giản, nhưng mà trang phục của người nữ thì hơi cầu kỳ ha. Người Dao say xưa hát những làn điệu dân ca đó. Người Dao thì hát dân ca. Ruộng bậc thang của đồng bào người Mông ở Hà Giang đó. Người Mông thì chúng ta được biết là sống ở độ cao là trên 1000m, thì cái việc trồng lúa của họ nó rất là khó khăn, tại vì cái việc mà đầu núi của em, cho nên là cái việc giữ nước lại và trồng lúa là rất là khó. Cho nên họ đã có một cái sáng kiến từ ngàn xưa đó, kinh nghiệm là họ sẽ làm những cái bậc thang trên những cái sườn núi đó để giữ, để cho nước nó chạy chậm lại ha, và giữ để trồng lúa đó. Những cái bậc thang này vào những cái ngày lúa chín đó, thì rất là đẹp nha. Gỗ bậc thang ở Hà Giang đó là nó đã từng được một tạp chí của Mỹ là bình chọn là một trong 10 cái thắng cảnh đẹp nhất trong năm các em. Một trong 10 thắng cảnh đẹp nhất trong năm, nhất là vào những ngày lúa chín đó. Rồi tường gà bằng đá là công trình kiến trúc nhỏ của đồng bào người Mông. Thì theo thầy được biết thì những nhà càng giàu á thì cái tường đá của họ càng cao, cái tường đá của họ càng cao càng dài càng vững chắc thì chứng minh là nhà đó càng giàu đó, đặc trưng của họ là vậy. Thì các em có thể ghi ha, mục số 2 là các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở vùng núi Trung Du, Trung Du và miền núi phía Bắc thì có dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Mông. Rồi thầy giới thiệu chúng ta cái khu vực đầu núi thứ hai, đó là khu vực Trường Sơn Tây Nguyên đó. Thì cái khu vực Trường Sơn Tây Nguyên này thì nó kéo dài, như các em thấy trên lực đồ đó, nó kéo dài từ khu vực Bắc Trung Bộ nè, Bắc Trung Bộ rồi kéo dài xuống khu vực Tây Nguyên đó.
Tại sao gọi là Trường Sơn Tây Nguyên? Tại vì cái khu vực Bắc Trung Bộ là cái địa hình các em nhớ là đó là địa hình chủ yếu là đồi núi và dãy núi tên gì không? Địa lý lớp 8. Ai nhớ cái dãy núi mà dài nhất lớn nhất ở đây được gọi là dãy gì? Dãy gì mà nó đi vào rất là nhiều thơ ca, rất là nhiều bài hát được lấy cảm hứng được sáng tác từ dãy núi này luôn. Đó chính là dãy Trường Sơn ha. Sẽ dọc Trường Sơn ta đi cứu nước đó. Khu Trường Sơn Tây Nguyên là ở Bắc Trung Bộ, rồi dài xuống Tây Nguyên, rồi đi dòng qua ven biển duyên hải Nam Trung Bộ đó, chính là khu vực này. Thì khu vực này có những cái dân tộc sinh sống như hình các em thấy là người Da Gai, người Xê Đăng, người Taôi, người Cơ Ho, người Ba Na, người Ê Đê đó. Thì khu vực này khoảng 20 dân tộc đó các em. 20 dân tộc. Cái đặc điểm của họ các em cũng có thể quan sát sách giáo khoa trang số 5 sẽ biết được. Các dân tộc cư trú thành những vùng khá gỗ rệt. Người Ê Đê thì sống chủ yếu ở tỉnh Đắk Lắk. Người Sa Gai sống ở tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai, còn người Cơ Ho thì sống chủ yếu ở Lâm Đồng. Đó. Cái người AD á, thì các em thấy là phụ nữ nó theo chế độ mậu hệ ha, theo chế độ mậu hệ. Đây các em thấy đây, địa bàn cư trú người AD là ở Đắk Lắk nha. Người Gia Gai sống ở Kon Tum và Gia Lai. Đó. Dân tộc Gia Lai thì theo truyền thống mẫu hệ đó. ED và Gia Gai là theo truyền thống mẫu hệ, phụ nữ tự do lựa chồng, chọn người yêu, chủ động kết hôn sau lễ cưới, chàng trai thì về nhà vợ, con cái sinh ra đều theo ông mẹ đó. Các em thấy dân tộc của cái vùng này thì nó đặc biệt là vậy đó. Người ED và người Gia Gai, hai dân tộc này là theo mẫu hệ. Người Kinh của chúng ta là theo chế độ phụ hệ. Các em biết là chế độ phụ hệ là gì? Chế độ phụ hệ là người nam trong hôn nhân là chủ động sẽ đi cưới người nữ, rồi người nữ sẽ về nhà chồng sống và con sinh ra thì sẽ theo họ cha. Người nam là trụ cột gia đình, làm những công việc nặng nhọc vất vả, đúng chưa? À, còn người nữ thì làm những công việc tương đối là nó đỡ vất vả hơn, là tày da nội trợ đó. Thì tôi gọi là chế độ phụ hệ của người Kinh chúng ta. Nhưng mà cái dân tộc Da Gai về đê thì nó khác, mà theo chế độ phụ hệ ngược lại hoàn toàn đó. Thì người cái dân tộc này thì người nam á, là phải bị động ngồi phải chờ người nữ tới cưới đó. Người nữ sẽ đem tiền sính lễ tới cưới rồi rước về nhà người nữ sinh sống và con sinh ra là theo họ mẹ. Và cái dân tộc này thì những cái công việc đồng áng nương rẫy thì người người mày phụ nữ sẽ đi làm, tại vì người nữ trở thành trụ cột của gia đình, còn người nam sẽ ở nhà đó, ở nhà giữ con cho con bú đó. Công việc tày da nội trợ là của người nam. Đối với những dân tộc này thì người nam thì thành thạo đan lát, người nữ thì giỏi dệt vải may áo đó. Em thấy thì những cái dân tộc ít người thì như thầy nói là cái công nghiệp của họ nó rất là chậm phát triển, máy móc thì rất là ít, do miền núi thì cơ giới quá, máy móc thì nó không tiếp cận nhiều các em, cho nên là chủ yếu là họ làm tay, mà vì bởi vì làm tay cho nên là nó truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, cho nên là họ làm rất khéo tay. Đây là trang phục truyền thống của người AD. Nhà truyền thống của người AD là nhà sàn. Nhà sàn dài và kiến trúc là mô phỏng hình thuyền. Đó. Đối với các cái dân tộc ở Trung du nước Bắc Bộ á, thì nó cũng nhà sàn nhưng mà nó không có dài. Không có dài. Đó. Còn cái dân tộc ở Tây Nguyên thì nhà sàn của họ mà nó lại dài nữa. Đó. Cái nhà mà càng dài thì chứng minh nhà càng giàu. Đó. Đặc biệt là vậy, cái dân tộc ở đây là nhà càng dài, vô nhà thấy bắp ngô càng nhiều thì nhà đã giàu.
Và đây chính là hình ảnh của dân tộc Cơ Ho. Dân tộc này sống chủ yếu ở Lâm Đồng. Lâm Đồng nói ra thì một số bạn sẽ không biết Lâm Đồng ở đâu, nhưng mà thật sự nó Đà Lạt ai cũng biết chứ. Nó Đà Lạt rồi biết liền, nhưng mà không biết được là thành phố Đà Lạt là nó thuộc tỉnh Lâm Đồng. Đó, thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng. Thì đây chính là cái dân tộc Cơ Ho, dân tộc bản địa ở Lâm Đồng. Đó. Đời sống văn hóa tinh thần của họ là gắn với bộ chiêng, hay gọi là cồng chiêng của em. Đó. Này là văn hóa được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể. Các em thấy là ở cái dân tộc qua này á, những người mà nhà giàu á, là vô nhà họ sẽ nhìn cái bộ chiêng. Nhìn bộ chiêng thì họ sẽ biết được là nhà đó giàu hay không giàu. Nhà càng giàu thì bộ chiêng nó càng càng tốt. Và những cái dịp lễ hội thì họ sẽ đem cho họ đánh. Và chiên này các em thấy kích cỡ là nó khác nha. Chiên các em thấy là kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Và nó cũng phân theo cấp bậc luôn các em. Đó. Phân theo cấp bậc. Những người nào có gia giới là cấp bậc lớn trong dòng họ, trong gia tộc á, thì sẽ được đánh những cái chiên lớn. Các em thấy nè. Các em thấy không? Đó. Những cái người mà nhỏ hơn, tuổi nhỏ hơn thì nó đánh những cái chiên nhỏ. Ngoài đi các em đi gạch dòng thứ hai là khu vực Trường Sơn Tây Nguyên là có các cái dân tộc như ED, Gia Gai, Ba Na và Cơ Ho. Rồi thầy sẽ giải tiếp cho các em khu vực tiếp theo ha. Khu vực thứ ba đó là khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Thì ở đây chúng ta thấy là đây là khu vực mà có các dân tộc như là dân tộc Chăm, dân tộc Khmer sống xen kẽ với người Việt. Người Hoa thì tập trung ở các đô thị, chủ yếu là ở các thành phố lớn. Đó. Hình ảnh đầu tiên đây là hình ảnh của người Chăm. Tiếp theo đó là hình ảnh của người Khmer. Khoảng cuối tháng 9 dương lịch thì dân tộc Chăm sẽ làm lễ cúng tế trời đất, tưởng nhớ ông bà tổ tiên và các vị anh hùng. Đó. Thì người Chăm thì họ có cái công trình nổi tiếng là cái tháp Chàm, hết các em. Tháp Chàm ở khu vực Ninh Thuận đó. Rồi lễ hội đua ghe ngo, biểu tượng của người Khmer. Người Hoa thì chính là cái có nguồn gốc là từ Trung Quốc. Trung Quốc mà sau khi mà chiến tranh loạn lạc thì họ đã đi di tản
sang Việt Nam chúng ta và định cư thành bộ tộc người Hoa. Thì người Hoa cái nghề nghiệp mà họ giỏi nhất chính là nghề mua bán. Vì thế họ chủ yếu sống ở các thành phố lớn thôi. Tập trung nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Các em có thể ghi gạch dòng thứ ba là người Chăm, người Khmer sống chủ yếu ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Nếu mà các em ghi không kịp thì các em có thể bấm nút tạm dừng để các em ghi ha, cho nó kịp bài. Rồi tiếp theo là để củng cố bài học thì thầy có một cái số câu hỏi cho chúng ta, cho chúng ta làm bài. Câu hỏi đầu tiên: số dân tộc ở nước ta là A 52, B 53 và C 54. Các em chọn cái là đáp án nào? Có khá dễ dàng nha, mục số 1. Đáp án đó là đáp án C. Câu số 2: dân tộc nào có dân số đông nhất nước ta? A là Tày, B là Kinh và C là dân tộc ID. Và đáp án chính xác là đáp án B, dân tộc Kinh. Câu số 3: dân tộc sinh sống tập trung chủ yếu ở, dân tộc Kinh sinh sống chủ yếu ở A Trung Du, miền núi và cao nguyên, B là vùng sâu vùng xa và C là vùng đồng bằng và ven biển. Các em suy nghĩ kỹ nha, chọn đáp án đúng nhất nha. Và đáp án đúng đó chính là C, vùng đồng bằng và ven biển. Thì nếu mà các em viết bài không kịp thì thầy cũng có chia sẻ cho chúng ta là qua một cái trang Word các em. Đây, đây chính là cái trang Word nè. Đó, đây là một la mã nè. Một la mã thì nó gồm có 3 gạch đầu dòng ha. Còn 1-2 la mã thì nó 1-1 là dân tộc Việt, 1-2 là dân tộc ít người, 1 dân tộc người thì nó có 4 gạch đầu dòng. Được hết các em. Các em cố gắng viết bài cho nó đầy đủ nha. Rồi bài tập về nhà thì các em sẽ cố gắng ha. Cố gắng tìm hiểu cho thầy 2 câu hỏi. Một câu hỏi là những nét văn hóa riêng của dân tộc ở nước ta được thể hiện ở những mặt nào? Và cái thứ hai đó là trình bày trên bản đồ những cái tình hình phân bố dân tộc ở nước ta. Thì bản đồ có trong sách giáo khoa, các em vào đó các em trình bày 2 câu hỏi này. Các em cố gắng ha. Cố gắng hoàn thành yêu cầu của thầy, học thuộc bài và làm những bài tập đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị bài số 2 là bài dân số và gia tăng dân số. Và đây cũng xin chào các em ha. Hẹn gặp lại các em ở bài số 2.